Vâng, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay Vương Thỏ TV set up một cái phòng cưới của một đôi bạn trẻ ở gần nhà thôi. Chú Vương Thỏ TV có trang fanpage là chú Hà Thái Nguyên, chuyên trang trí, tổ chức trang trí sự kiện, biểu diễn xiếc ảo thuật, bạn bóng bay nghệ thuật, MC sinh nhật, rồi là tem building cho các bạn nhỏ, dành riêng cho các bạn nhỏ, tức là cho các bạn chơi những game show mini. Đây, hôm nay thì cái này cũng gì cũng bình thường thôi. Nay thì có một đôi thiên nga được gặp từ những chiếc khăn bông, khăn tắm nhá. Đấy, khăn thì hôm nay chú Hà Thái Nguyên gặp thành một hình trái tim này. Hình trái tim để giường này. Bóng trải lên rất nhiều này. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha.